Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu cuộc đối thoại giữa Hồ Trương Ba với người thân. Trong nội dung này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta có 3 phần nhỏ. Đó là cuộc đối thoại giữa Hồ Trương Ba với vợ, cuộc đối thoại giữa Hồ Trương Ba với cái gái là cháu nội của ông, và cuối cùng là cuộc đối thoại giữa Hồ Trương Ba với chị con dâu. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu cuộc đối thoại giữa Trương Ba với vợ. Sau khi Trương Ba nhập lại vào xác ông Hàng Thịt và đến ngồi lặng lẽ bên chổng, thì vợ Trương Ba vào. Bà có nhắc đến cái gái, đứa cháu nội của bà, và thằng cu tị, một đứa bạn thân của cái gái. Thằng cu tị đang bị ốm nặng. Thế mà Trương Ba vẫn không hề hay biết những lời thoại đầu này. Nó chỉ mang tính gián tiếp thông thường, chẳng có một dấu hiệu gì mang đến cơn sóng gió tiếp theo cho Trương Ba lúc này. Nhưng cho đến lời thoại thứ ba thì mọi việc đã khác. Bà vợ Trương Ba nói: "Ông bây giờ còn biết đến ai nữa? Cu tị bị ốm thập tử nhất sinh, khổ thằng bé, ngoan là thế. Cái thân tôi thì sao trời lại không bắt đi cho rảnh? Đặc biệt ta chú ý câu "cái thân tôi sao trời lại không bắt đi cho rảnh", đó là sự thay đổi hoàn toàn của cảm xúc. Đó không chỉ là lời hờn trách, giận dỗi, mà còn là lời chua xót tuổi thân, tuổi phận của người vợ đáng thương. Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của bà, Trương Ba không để vợ nói tiếp nữa. Ông cắt ngang: "Sao bà lại nói thế?" Trương Ba nói câu này chỉ càng làm cho bà vợ của ông càng thêm ấm ức, đi thẳng vào vấn đề. "Tôi nói thật đấy, ông Trương Ba ạ. Tôi đã nghĩ kỹ, có lẽ tôi phải đi." Trương Ba không giấu được sự ngạc nhiên. Ông hỏi bà đi đâu? Bà trả lời: "Chưa biết, đi cấy thuê làm mướn ở đâu cũng được, đi biệt, để ông được thảnh thơi với cô vợ người Hàng Thịt, còn hơn là thế này." Trong lời thoại này của bà, chúng ta chú ý cụm từ "đi cấy thuê làm mướn ở đâu cũng được, đi biệt". Có lẽ bà muốn đi thật xa, rời khỏi Trương Ba, để bà không phải nhìn thấy những thay đổi này của Trương Ba, những khác thường này của Trương Ba. Chúng ta chú ý khi nói câu này, bà rưng rưng. Rồi khi nói "để ông được thảnh thơi với cô vợ người Hàng Thịt, còn hơn là thế này", bà đã bật khóc. Hai tiếng "đi biệt" của bà thốt lên sao nghe nghẹn ngào, chua xót. Theo đó là sự rưng rưng trong kẽ mắt. Chúng ta cũng nhận rất rõ nỗi đau của vợ Trương Ba lúc này. Để rồi bà thốt lên câu "để ông được thảnh thơi với cô vợ người Hàng Thịt, còn hơn là thế này", thì bà bật khóc. Dường như nỗi đau liên tục được tăng tiến ở người vợ đáng thương này. Nỗi đau của bà càng to lớn bao nhiêu, thì để thấy được tình yêu thương của bà dành cho Trương Ba trước kia cũng sâu đậm bấy nhiêu. Cũng chính vì quá yêu thương Trương Ba, nên bây giờ bà không thể chấp nhận sự thay đổi này của ông. Thái độ bà muốn đi biệt cũng thể hiện được sự quyết liệt này ở bà. Rồi trong câu "tôi biết ông vốn là người hết lòng thương yêu vợ con, chỉ tại bây giờ ông đâu còn là ông, đâu còn là Trương Ba làm vườn ngày xưa", trong câu nói này của bà, cụm từ "đâu còn" được lặp lại đến 2 lần. Đây là sự nhấn mạnh về sự thay đổi của Trương Ba, sự khác lạ của Trương Ba, và nhấn mạnh một nỗi đau rất rõ trong trái tim của bà. Người vợ của Trương Ba dù rất mực yêu thương chồng, giàu lòng vị tha, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc. Những dấu ba chấm kết hợp với những câu cảm thán và những từ ngữ rưng rưng khóc diễn tả đầy đủ sự buồn bã bất lực của bà. Trong cuộc đối thoại với vợ Trương Ba, Trương Ba chỉ sử dụng những câu ngắn, những câu hỏi liên tiếp, cùng với đó là những câu cảm thán, cho thấy được sự thảng thốt, ngỡ ngàng, tê xót của ông. Cuối đoạn hội thoại,
với vợ chỉ là tiếng gọi của Trương Ba, tiếng gọi bà bật lên trong uất nghẹn, bởi đó là tiếng gọi nấc lên của sự bất lực, đau khổ nghẹn ngào, không thể thốt ra thành lời. Kết thúc đoạn thoại này, hồn Trương Ba chỉ còn biết ngồi xuống, tay ôm đầu. Tiếp theo, chúng ta đến với cuộc đối thoại giữa Trương Ba với cái gái. Khi vợ Trương Ba đã bỏ đi, ông ngồi xuống, tay ôm đầu. Nhưng khi hồn Trương Ba ngẩng đầu lên thì thấy cái gái đứng trước mặt. Hồn Trương Ba kêu đứa cháu: "Gái, cháu." Tiếng kêu nghe như lời cầu cứu. Đó đã không còn là tiếng kêu thông thường nữa, mà là tiếng kêu của một trái tim được phát ra từ miệng của một người khát khao một điểm tựa, một sự đồng cảm. Có lẽ lúc phát lên tiếng kêu ấy, Trương Ba nhận tưởng đứa cháu bé bỏng yêu thương của mình sẽ chạy ngay lại và xà vào lòng ông, để ông được yêu thương, để ông được xoa dịu nỗi đau. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, cái gái phản ứng lùi lại. Bước chân lùi lại của cái gái đã tạo nên một khoảng cách. Đó không chỉ là khoảng cách về mặt không gian, mà đó còn là một khoảng cách thâm thẳm ở tâm hồn giữa ông Trương Ba và cái gái. Cái bước chân lùi lại này của cái gái khiến chúng ta ngậm ngùi nhớ lại cái gỡ tay của Thị Nở, ngày mà Chí Phèo rất cần Thị Nở để làm chiếc cầu trở về xã hội của loài người, để làm chiếc phao để Chí Phèo cập được bến bờ của lương thiện. Nhưng không ngờ Thị Nở trở về với câu từ chối phụ phàng rồi bỏ đi. Chí Phèo vì sợ gãy chiếc cầu, sợ phục mất chiếc phao, nên đã chạy theo mà níu tay Thị Nở như cầu cứu, như van xin. Nhưng Thị Nở lại gạt tay Chí Phèo và dúi thêm một đạp. Cái gạt tay của Thị Nở, cái dúi thêm một đạp của Thị Nở, đó không phải là sự từ chối của riêng Thị Nở, mà đó là sự khước từ của cả xã hội lúc bấy giờ với những người như Chí Phèo. Những bước chân của Thị Nở lúc này làm cho khoảng cách của Chí Phèo với xã hội loài người lương thiện ngày một xa thêm, và đẩy Chí Phèo đi sâu vào với bi kịch của mình. Thì cái bước chân lùi lại này của cái gái cũng tương tự. Nhìn thấy cái gái lùi lại với tâm trạng lo sợ, với sự đề phòng, với một khoảng cách và với một câu nói: "Tôi không phải là cháu của ông." Câu nói như một gáo nước lạnh phủ phàng tạt thẳng vào mặt Trương Ba. Nhưng Trương Ba vẫn giữ bình tĩnh, dịu giọng, nhẫn nhục, giải thích: "Lớn rồi cháu sẽ hiểu, ông đúng là ông nội của cháu." Nhưng sự cố gắng thuyết phục của Trương Ba cũng chỉ là dư thừa. "Ông nội tôi chết rồi, nếu ông nội tôi hiện về được, hồn ông nội tôi sẽ bóp cổ ông. Ông dám nhận là ông nội, dám đụng vào cây cối trong vườn của ông nội tôi." Trương Ba vẫn cố gắng ra sức thuyết phục bằng những chứng cứ, mặc cho sự đe dọa từ đứa cháu gái. Sáng nào ông cũng ra cuốc xới chăm chút cây cối ngoài vườn, cháu không thấy sao? Chỉ có ông nội cháu mới biết quý cây như thế. Ở trong phần Trương Ba cố gắng ra sức thuyết phục cháu mình, chúng ta thấy được giọng nói ngập ngừng của ông bằng những dấu ba chấm xuất hiện liên tục. Đó còn thể hiện sự đau đớn, bế tắc, không giải thích được của ông với tâm hồn ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ mà đối với nó trắng là trắng, đen là đen. Nó không chấp nhận sự tầm thường dung tục, nên không chấp nhận người ông trong thể xác của một ông hàng thịt thô lỗ. Cái gái, đứa cháu ông giờ đây đã không cần phải giữ ý, nó một mực khước từ tình thân. Chính vì quá yêu thương, tôn thờ Trương Ba, nên giờ đây nó không thể chấp nhận, cũng không thể nào mở lòng mình đón nhận một con người đang đứng trước mặt. Cái người với bàn tay giết lợn,
bàn chân to bè như cái xẻng, đã khiến cho cái gái không buông tha mà tiếp tục kể tội. Quý cây, hừ, tôi phải rình lúc này, cả nhà đi vắng hết để đến nói với ông. Từ nay, ông không được động vào cây cối trong vườn của ông tôi nữa. Ông mà quý cây à, sáng qua tôi để ý, lúc ông chiết cây cam, bàn tay giết lợn của ông làm gãy tiệt cái chòi non, chân ông to bè như cái xẻng, dẫm lên nát cả cây sâm quý mới ươm. Ông nội đời nào thô lỗ phũ phàng như vậy? Ngoài những lời kết tội trên, cái gái còn gay gắt. Còn cái diều của cô Tị nữa, chiều hôm kia nó mang diều sang đây chơi, ông cầm lấy đòi chữa cho nó, thế là ông làm gãy cả nan, rách cả giấy, hỏng mất cái diều đẹp mà cô Tị rất quý. Lúc nãy trong cơn sốt mê man, cô Tị cứ khóc bắt đền cái diều. Có lẽ nó hận ông vì ông chữa cái diều cho cô Tị mà làm gãy nát, khiến cô Tị trong cơn sốt mê man cứ khóc, cứ tiếc, cứ bắt đền. Với nó, ông nội đời nào thô lỗ phũ phàng như vậy? Nỗi giận dữ của cái gái đã biến thành sự kết tội, ruồng bỏ, xua đuổi người ông thân yêu. Ông xấu lắm, ác lắm, cút đi lão đồ tể, cút đi. Những lời kết tội, ruồng bỏ, xua đuổi kia của đứa cháu gái đã khiến cho Chương Ba vô cùng đau khổ. Mấy ai hiểu được hết nỗi khổ của Chương Ba lúc này? Tuy ở gần với cháu gái đó, nhưng lại có một khoảng cách rất xa xôi, xa xôi đến vời vợi, không thể nào chạm tới được, với tới được. Giữa ông và cái gái là thể xác của ông hàng thịt ngăn cách. Như vậy, cái gái là người yêu thương gắn bó với ông hết mực. Khi ông mất, đêm nào nó cũng khóc, nâng niu từng chút kỷ niệm của ông. Bây giờ lại phản ứng dữ dội, lời lẽ tàn nhẫn, phũ phàng, chối bỏ, xua đuổi Trương Ba. Những dấu chấm than liên tiếp với giọt nước mắt vừa khóc vừa chạy, cùng với phản ứng quyết liệt của một đứa trẻ vốn tâm hồn trong trẻo, nó không chấp nhận cái xấu, cái ác, đã khiến Trương Ba run rẩy, tự nhìn lại mình một lần nữa. Những lời nói của đứa cháu nhỏ thêm một lần nữa sấy khoét vào nỗi đau sâu thẳm của ông, để ông cảm nhận thấm thía bi kịch bị chính những người thân yêu chối bỏ. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu cuộc đối thoại giữa Trương Ba với chị con dâu. Khi cái gái vừa chạy vừa khóc, thì chị con dâu ở trong nhà bước ra, nghe thấy những lời cuối cùng của cái gái. Một mặt chị gọi theo con: "Gái, quay lại đây, gái." Một mặt chị quay sang nói với Trương Ba: "Thầy đừng giận con trẻ, chỉ tại nó nghĩ thầy không phải là ông nội nó, con dỗ dành thế nào nó cũng không nghe, khổ thân thầy." Sự chín chắn, hiểu điều hơn lẽ thiệt của chị đã khiến cho Trương Ba cảm thấy ấm lòng. Đến lúc này, cả nhà chỉ một mình con vẫn còn thương thầy như xưa. Người con dâu khẳng định thêm: "Hơn xưa nữa, nhưng thầy ơi, con sợ, con sợ lắm. Bởi con cảm thấy, đau đớn thấy, mỗi ngày thầy một đổi khác dần, mất mát dần, tất cả như lệch lạc, nhòa mờ dần đi, đến nỗi có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa. Con càng thương thầy, nhưng thầy ơi, làm sao giữ được thầy ở lại hiền hậu, vui vẻ, tốt lành như thầy của chúng con xưa kia, làm thế nào thầy ơi?" Những lời lẽ của chị cùng với sự thất vọng vừa rồi đã khiến cho Chương Ba mặt lặng ngắt như tảng đá. Giờ thì cả con cũng. Chương Ba không đau đớn làm sao được, không buồn làm sao được, bởi chị con dâu là người thấu hiểu ông, là người đã từng đồng cảm với ông, bên vực ông. Giờ đến chị cũng thất vọng về ông, thì chắc hẳn ở trong gia đình này sẽ không còn ai nữa
để thấu hiểu cho Trương Ba. Nhận thấy Trương Ba đau đớn đến tội, người con dâu vội vã chữa lại: "Thầy đừng giận, nếu con đã nói điều gì không phải." Trương Ba như được an ủi phần nào, bởi ông nhận ra cái gái rất thương ông. Ông nghĩ cô con dâu sẽ là điểm tựa để chia sẻ tâm sự. Nhưng trước những lời nói vừa yêu thương vừa thẳng thắn của cô con dâu Trương Ba, ông lặng ngắt như tảng đá, đau khổ đến cùng cực, đầy sợ hãi. Có lẽ lúc ấy Trương Ba giống như người đứng trước một cái vực thẳm sâu hẳm, khắc khoải, cần một ai đó níu giữ, nhưng kết quả vẫn là sự bế tắc, đi vào vô vọng. Giờ thì tất cả những người trong gia đình đều chối bỏ ông. Những người ấy, người thì chua xót dằn dỗi tủi thân, người thì tức tưởi xua đuổi, người thì lại thấu hiểu sẻ chia. Nhưng họ nhận ra và đau khổ trước sự thay đổi của Trương Ba. Tuy yêu quý, muốn níu giữ Trương Ba, tìm giải pháp để thoát khỏi hoàn cảnh, nhưng trớ trêu thay, họ đều bất lực. Đó là bi kịch của Trương Ba. Bi kịch càng bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Những người thân thiết nhất cũng không chấp nhận nổi tình trạng hai mảnh hồn người bất chấp của chồng, của cha, của ông mình. Không còn gia đình, không còn nền tảng của một sự bấu víu hy vọng, không có ý nghĩa và dường như cũng chẳng còn sự tồn tại. Trương Ba hiểu mình đã mất tất cả. Ông rơi vào trạng thái hoàn toàn cô độc. Màn đối thoại giữa Trương Ba với người thân không phải ngẫu nhiên mà Lưu Quang Vũ không đưa anh con trai thực dụng của Trương Ba vào cuộc đối thoại này. Đó là một sự hữu ý. Bởi người con trai của Trương Ba bây giờ đã tha hóa, chỉ còn lại người vợ, người con dâu và đứa cháu nội này thôi. Các cuộc đối thoại với vợ, với con dâu, với đứa cháu gái càng làm cho Trương Ba đau khổ hơn. Bởi ông hiểu tất cả những gì mình đã đang gây ra, và có lẽ nếu tồn tại tiếp tục, bi kịch ấy sẽ còn tiếp diễn và theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn nữa. Trương Ba bây giờ sống làm gì nữa khi mà không thể mang lại hạnh phúc cho những người thân, khi mà mỗi ngày trôi qua là một nỗi đau khổ không nguôi. Đến đây chúng ta có thể gọi bi kịch này của Trương Ba là bi kịch của người bị khước từ. Tất cả những người thân yêu nhất đều khước từ Trương Ba. Ông đau khổ, tuyệt vọng không chỉ vì bị khước từ, mà còn vì ông cảm nhận được vì ông mà những người thân phải đau đớn, bàng hoàng, bế tắc, vì ông mà nhà cửa tan hoang. Ông thẫn thờ, ôm đầu bế tắc, cầu cứu cháu gái, run rẩy trong nỗi đau, nhận thấy mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta à. Bi kịch bị khước từ này của Trương Ba giống như bi kịch bị khước từ của Chí Phèo. Sau 7-8 năm ra tù, trở về làng Vũ Đại, Chí Phèo không nhận được bất kỳ sự thừa nhận nào của người làng Vũ Đại. Bây giờ cả làng quay lưng lại với hắn. Chí Phèo say đi vào làng để chửi. Chí Phèo chửi không chỉ để khẳng định mình là một kẻ mạnh để tồn tại trong xã hội bất công ấy, Chí Phèo chửi còn vì khao khát đi tìm một cuộc giao tiếp, khao khát đi tìm một phần người. Bởi lẽ Chí Phèo tin tưởng rằng khi ai đó đứng ra chửi lại với mình là người đó đang thừa nhận mình là con người. Đi tìm một cuộc giao tiếp, đi tìm phần người của mình, đi tìm cảm giác một con người bằng một hình thức giao tiếp tồi tệ là bằng những tiếng chửi. Ấy vậy mà Chí Phèo cũng không nhận được. Cả làng Vũ Đại ai cũng nghĩ chắc nó trừ mình ra. Lại thêm một sự khước từ phũ phàng nữa ở Chí Phèo, đó là sự khước từ của Thị Nở. Đối với Chí Phèo, Thị Nở là cơ hội cuối cùng để Chí Phèo bám víu, giữ niềm tin trở về xã hội loài người lương thiện. Nhưng cuối cùng Thị Nở cũng bỏ Chí Phèo mà đi. Cơ hội cuối cùng đó cũng gạt tay Chí Phèo và dúi thêm cho hắn một đạp. Chí Phèo
rơi xuống trong nỗi đau, trong bi kịch của người bị cự tuyệt đến cùng cực. Cả làng Vũ Đại bây giờ đã từ bỏ Chí Phèo. Cái gỡ tay của thị nở, cái dưới thêm một đạp của thị, không phải là phản ứng của mỗi thị hay của bà cô, mà đó là phản ứng của cả xã hội lúc bấy giờ đối với những con người bất hạnh như Chí Phèo. Khi thị nở bỏ đi, khoảng cách của Chí Phèo với xã hội loài người lương thiện ngày một xa. Chí Phèo lại cảm nhận rất rõ bi kịch của người bị khước từ, cảm nhận rất rõ bi kịch của một người cô đơn, cô độc. Chết Chí Phèo không sợ, hắn chỉ sợ cô độc. Chí Phèo bị khước từ và Trương Ba cũng bị khước từ. Trương Ba đặt những câu hỏi mang tính tự vấn, nhưng có thật là không còn cách nào khác. Có thật không còn cách nào khác, Trương Ba khẳng định dứt khoát. Không cần đến cái đời sống do mày mang lại, không cần. Đây là lúc Trương Ba đấu tranh giành giật lại bản thân mình, dẫn tới hành động châm hương gọi đế thích. Những câu hỏi này của Trương Ba không chỉ khép lại những cuộc đối thoại giữa Trương Ba với những người thân, mà nó còn mở ra một cuộc đối thoại mới giữa Trương Ba với đế thích, mở ra một quá trình Trương Ba đấu tranh giành giật lại bản thân mình. Bây giờ chúng ta cùng sang nội dung tiếp theo, cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với đế thích. Trong nội dung này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là cuộc tranh luận về quan niệm sống. Phần thứ hai là cuộc đấu tranh tồn tại hay không tồn tại. Và cuối cùng là quyết định của Trương Ba. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần tranh luận về quan niệm sống. Mở đầu cho phần này là lời thoại của Trương Ba. Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta à? Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? Lời đầu thoại cho thấy cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội ở Trương Ba. Thực ra, cuộc đấu tranh đó đã được tác giả Lưu Quang Vũ gửi gắm qua màn đối thoại giữa Trương Ba và xác hàng thịt. Đó là cuộc đấu tranh giữa xác và hồn, giữa cao cả và đê hèn, giữa tốt và xấu, giữa cao thượng và dung tục, giữa khát vọng và dục vọng. Đó cũng là cuộc đấu tranh để hoàn thiện nhân cách. Cuộc đấu tranh này phần thắng nghiêng về xác, nhưng bản thân hồn Trương Ba cũng không chịu khuất phục mà tìm mọi cách để được sống là chính mình. Đây chính là nhân cách cao đẹp của Trương Ba. Gặp được đế thích, Trương Ba bày tỏ nguyện vọng của mình. Tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được. Lời thoại có tới 2 lần phủ định tôi không thể được, cho thấy quyết tâm rời bỏ xác hàng thịt là ý chí sắt đá của Trương Ba khi thấm thía nghịch cảnh trớ trêu của mình. Tiếp đến, Trương Ba nêu lên đòi hỏi chính đáng cũng như quan điểm sống cao đẹp, phải là chính mình. Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được, tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Câu nói thể hiện nghịch cảnh của Trương Ba, sự bất nhất của cái bên trong và cái bên ngoài. Bên trong chính là linh hồn, cảm xúc, tư tưởng, nhân cách cao đẹp của Trương Ba. Hồn là sự tinh anh chi phối điều khiển thể xác. Đối lập bên trong là bên ngoài, xác thịt thô phàm của anh hạng thịt. Nhưng cái bên ngoài cần hiểu theo nghĩa rộng là hoàn cảnh sống, là bản năng, là nhu cầu tự nhiên, là dục vọng bản năng. Sự tha hóa của linh hồn Trương Ba chính là do linh hồn đã nhượng bộ, đã tự bán mình, tự thỏa hiệp với nhu cầu bản năng. Đây chính là sự dằn vặt, đau khổ, trăn trở của Trương Ba. Cả hai không thể hòa hợp, bởi không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thể xác phạm tục tội lỗi. Từ đó, Trương Ba lên tiếng đòi nhu cầu chính đáng của bản thân. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Đây là khát vọng mãnh liệt của Trương Ba, khát vọng được sống hòa hợp, toàn vẹn, nghĩa là phải có sự hòa hợp giữa bên trong và bên ngoài, giữa nội dung và hình thức, giữa thể xác và linh hồn. Không thể có cuộc sống nào mà hồn này xác kia. Cuộc sống không thuận theo lẽ tự nhiên, không thuận theo tạo hóa. Sống mà không được là chính mình thì đó là một bi kịch nghiệt ngã.
Trước những yêu cầu của Trương Ba, Đế Thích lại lập luận rằng Trương Ba nên chấp nhận cuộc sống ấy, vì dưới đất trên trời đều thế cả. Đế Thích chỉ ra rằng không chỉ Trương Ba đang sống trong cảnh trong ngoài bất nhất, mà mọi người đều như thế cả, kể cả Ngọc Hoàng ở trên trời và kể cả Đế Thích nữa. Vì vậy, Đế Thích khuyên Trương Ba đừng cố gắng làm viên bi lăn ngược vòng, mà hãy chấp nhận, hãy biết cách thỏa hiệp, học cách chấp nhận. Đế Thích đã lấy tâm lý đám đông để áp đặt lên quan điểm sống của mình. Sống có nghĩa là tồn tại, còn tồn tại như thế nào thì còn do hoàn cảnh, điều kiện mà con người buộc phải quy thuận. Đây là quan điểm sống sai lầm, đáng lên án. Như vậy, chúng ta cũng thấy được sự trái chiều trong quan niệm sống giữa Trương Ba và Đế Thích. Trương Ba thì quan niệm không phải sống thế nào cũng được, sống phải có khát vọng và phải được là chính mình, sống phải có ý nghĩa. Còn Đế Thích thì quan niệm không quan trọng sống thế nào, miễn là được sống. Đế Thích sẵn sàng chấp nhận đánh đổi, sẵn sàng chấp nhận không được là chính mình, chấp nhận mọi thứ, chỉ cốt để được sống, chỉ cốt để được tồn tại. Trước sự đối lập đó, Trương Ba bắt đầu đổi giọng lên án Đế Thích. Sống nhờ vào đồ đạc, của cải của người khác đã là chuyện không nên. Đằng này, cái thân tôi cũng phải nhờ đến anh hàng thịt. Trương Ba đưa ra sự so sánh đồ đạc, vật chất và bản thân. Đồ đạc, của cải vật chất mượn của người khác đã là chuyện không nên, còn sống nhờ, sống gửi, sống ký sinh vào thân xác của kẻ khác là điều đáng xấu hổ, đáng lên án. Trương Ba thẳng thắn: ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống thế nào thì ông chẳng cần biết. Lời thoại đó đã chỉ trích quan niệm sai lầm của Đế Thích, bởi suy nghĩ đơn giản về cuộc sống. Với Đế Thích, sống là tồn tại, còn tồn tại như thế nào thì không cần biết. Với Trương Ba, sống không chỉ là sự tồn tại sinh học, mà sự tồn tại ấy còn phải là sự tồn tại có ý nghĩa. Lời của Trương Ba: ông chỉ nghĩ đơn giản cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết, không chỉ để nói với Đế Thích mà dường như còn hướng đến tất cả những người đọc. Dường như trong tất cả chúng ta, đại bộ phận, chúng ta cũng chỉ nghĩ đơn giản là được sống, ít ai nghĩ sống như thế nào. Cũng chính vì ý nghĩ đó đã khiến cho nhiều người bất chấp tất cả, miễn để mình được sống, để mình được tồn tại, thậm chí sẵn sàng gây ra tội ác, tạo niềm đau khổ cho người khác, miễn mình đạt được dục vọng của mình. Lời thoại của Trương Ba như nhắc nhở người đọc giữa sống và sống thế nào, thì cách sống thế nào mới là quan trọng. Điều chúng ta cần bận tâm, cần quan tâm là chọn cho mình một cách sống đúng, một cách sống có ý nghĩa, một cách sống đẹp. Những lời thoại của Trương Ba và Đế Thích ở phần này chủ yếu là thiên về một cuộc tranh luận của Trương Ba với Đế Thích về quan niệm sống. Và qua cuộc tranh luận đó, chúng ta cũng nhận ra cuộc đấu tranh vươn lên nghịch cảnh để chiến thắng bản thân, bảo vệ linh hồn cao đẹp của Trương Ba. Tiếp đến, Trương Ba bày tỏ nguyện vọng: thân thể anh hàng thịt còn lành lặn nguyên si đây, tôi trả lại cho anh ta. Ông hãy làm cho hồn anh ta được sống lại với thân xác này. Nhưng Đế Thích bác bỏ, vì Đế Thích cho rằng tâm hồn đáng quý của Trương Ba không thể thay thế cho phần hồn tầm thường của anh hàng thịt. Trương Ba lập luận rằng tầm thường nhưng đúng là của anh ta, chúng sinh ra là để sống với nhau. Để khẳng định với quyết tâm của mình, Trương Ba trở nên mạnh mẽ. Nếu ông không giúp, tôi sẽ nhảy xuống sông hay đâm một nhát dao vào cổ. Lúc đó thì hồn tôi cũng chẳng còn, xác anh hàng thịt cũng mất. Ý chí mạnh mẽ của Trương Ba xuất phát từ khát vọng được sống là chính mình. Đế Thích không đồng ý vì sợ mất bạn cờ, cho nên đã gợi ý Trương Ba tiếp tục tồn tại bằng cách nhập vào xác của Cư Tỵ. Ông sống trong thân xác thằng bé chắc sẽ ổn.
Câu nói này của Đế Thích một lần nữa cho thấy lối suy nghĩ đơn giản, phiến diện, sống là sự tồn tại. Trước yêu cầu của Đế Thích, Trương Ba ngập ngừng. Ông cho tôi suy nghĩ một lát đã. Sự phân vân của Trương Ba cho thấy sống là đáng quý thật, được tồn tại mãi mãi là điều còn quý giá hơn. Sự phân vân này cũng cho thấy Trương Ba rất ham sống, vẫn muốn được sống. Trương Ba lại tiếp tục trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Ông hình dung thấy trước mắt là cuộc sống tương lai của mình trong cơ thể của một thằng bé lên 10. Có khi tôi còn phải sang nhà chị Lụa ở. Bà vợ tôi, các con tôi sẽ nghĩ ngợi xử sự thế nào khi chồng mình, bố mình mang thân một thằng bé lên 10. Trương Ba thấy mọi sự vô lý nhất khi ông nhìn thấy được sự cô đơn của bản thân. Khi vẫn phải sống suốt bao năm tháng dằn dặt, mình tôi giữa đám người hậu sinh, tôi sẽ như ông khách ngồi ở nhà người ta. Tôi sẽ bơ vơ lạc lõng. Ở đây ta dễ dàng nhận ra sự lo lắng của Trương Ba. Khi Trương Ba ở trong thân xác của Cu Tỵ, còn có một sự khác biệt chênh lệch về tuổi tác. Cu Tỵ chỉ là một đứa bé lên 10, còn Trương Ba đã là ông lão ngoài 60. Sẽ có những cái mà một đứa trẻ rất thích, còn một ông lão thì không. Và ngược lại, sẽ có những chuyện mà ông lão rất thích, còn một đứa trẻ thì không. Điều khiến chúng ta trân trọng ở Trương Ba đó chính là tâm hồn cao thượng. Tôi không thể cướp cái thân thể non nớt của Cu Tỵ, và cũng chính cái chết của Cu Tỵ cùng với khát vọng được sống của thằng bé đã khiến Trương Ba trở nên mạnh mẽ. Trương Ba lên tiếng khẩn khoản cầu cứu Đế Thích. Ông hãy cứu nó, ông phải cứu nó, vì con trẻ, ông hãy giúp tôi lần cuối. Xong, Đế Thích vẫn muốn Trương Ba tiếp tục tồn tại, nhưng Trương Ba đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm của Đế Thích. Có những cái sai không thể sửa được, chấp vá, gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù bằng một việc đúng khác. Ông cũng khuyên nhủ Đế Thích phải làm cho bằng được việc đúng, đó chính là làm cho Cu Tỵ được sống lại. Thế nhưng Đế Thích vẫn nghĩ Trương Ba phải sống dù với bất cứ giá nào. Như vậy, trong quan niệm này của Đế Thích, chúng ta nhận thấy đối với Đế Thích, làm mọi việc bất chấp tất cả chỉ để cho Trương Ba được sống, chỉ để cho Trương Ba được tồn tại. Khi nghe điều này, Trương Ba đã phản ứng: không thể sống với bất cứ giá nào được, ông Đế Thích ạ. Có những cái giá đắt quá không thể trả được. Là thật, từ lúc tôi có đủ can đảm đi đến quyết định này, tôi bỗng cảm thấy mình lại là Trương Ba thật. Tâm hồn tôi lại trở lại thanh thản, trong sáng như xưa. Như vậy, trong quan điểm của Đế Thích, sống chỉ đơn giản là việc tồn tại mà thôi. Và rõ ràng đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Lại càng sai lầm hơn khi Đế Thích lại nói phải sống dù với bất cứ giá nào. Tức là Đế Thích cho phép người ta có thể bất chấp, có thể đánh đổi, có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để được sống. Và quan niệm này của Đế Thích đã được Trương Ba phản bác lại. Trương Ba nói không thể sống với bất cứ giá nào được. Đối với Trương Ba, sống vươn lên trên sự tồn tại, đó không chỉ là sự tồn tại, mà đó còn là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện. Và đó phải là một sự tồn tại có ý nghĩa. Những lời thoại của Hồn Trương Ba với Đế Thích chứng tỏ nhân vật đã ý thức rõ về tình cảnh trớ trêu, đầy tính chất bi hài của mình, thấm thía nỗi đau khổ về tình trạng ngày càng vênh lệch giữa hồn và xác, chứng tỏ quyết tâm giải thoát. Đó là cuộc đấu tranh lựa chọn quyết liệt, thà chết để được là mình, hơn là sống mà sống nhờ, sống gửi, sống không được là mình. Đó cũng là bản chất nhân hậu vốn có của Trương Ba. Và cuối cùng, Trương Ba đưa ra quyết định của mình. Đó là Trương Ba chọn cái chết. Trương Ba nói, tôi hiểu, ông tưởng tôi không ham sống hay sao? Nhưng sống thế này còn khổ hơn là cái chết. Mà không phải chỉ một mình tôi khổ, những người thân của tôi
sẽ còn phải khổ vì tôi. Như vậy, việc Trương Ba chọn cái chết là vì ông không muốn làm khổ những người thân trong gia đình của mình nữa. Bấy nhiêu nỗi đau khổ đã đủ rồi. Trương Ba cảm nhận rất rõ. Bây giờ, Trương Ba quyết định chấm dứt những nỗi đau khổ ấy, cũng như chấm dứt cái sự sống vay mượn này, sự sống mà bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo, sự sống mà ông không mong muốn này bằng một cái chết. Đó là cái quyết định thứ nhất của Trương Ba. Một quyết định nữa của Trương Ba là xin cho cô Tị được sống lại. Trương Ba nói: ông hãy cứu nó, ông phải cứu nó. Ông có biết đứa con đối với người mẹ là thế nào không? Còn to lớn hơn cả ý muốn bà Tây Vương mẫu nhà ông. Ông đế thích vì con trẻ ông à, vì con trẻ. Ông hãy giúp tôi lần cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền ông nữa, không đòi ông điều gì nữa. Quyết định xin cho cô Tị được sống lại, đó xuất phát từ tình thương của Trương Ba đối với hoàn cảnh của chị Lụa và tình thương của ông dành cho cô Tị, một đứa trẻ thơ, như những điều tốt đẹp bấy lâu nay vẫn tồn tại trong tâm hồn của Trương Ba. Quyết định thứ ba của ông là trả lại thân xác cho anh Hàng Thịt. Trương Ba nói: ông từng nói nếu thân thể người chết còn nguyên vẹn, ông có thể làm cho hồn người đó trở về. Thì đây, thân thể anh Hàng Thịt còn lành lặn nguyên si đây, tôi trả lại cho anh ta. Ông hãy làm cho hồn anh ta được sống lại với thân xác này. Lời đề nghị này của Trương Ba không chỉ đơn giản là việc trả xác lại cho anh Hàng Thịt, mà đó còn là việc để cho Trương Ba được sống với chính bản thân của mình trọn vẹn, không phải vay mượn thể xác của anh Hàng Thịt nữa. Hơn thế nữa, việc Trương Ba làm còn mang thêm một ý nghĩa rất nhân văn nữa. Trương Ba xin cho anh Hàng Thịt được sống để cứu một mạng người nữa. Và đây cũng là một vẻ đẹp trong tâm hồn của Trương Ba. Nhìn lại những quyết định của Trương Ba, chúng ta nhận thấy tất cả những quyết định của Trương Ba đều xuất phát từ việc Trương Ba nghĩ cho mọi người, nghĩ cho người khác, chứ không nghĩ cho bản thân mình. Ở Trương Ba có một lối sống, có một cách sống khác với suy nghĩ của Đế Thích. Việc Đế Thích bằng mọi giá để giữ Trương Ba lại, sống trong bất kể thân xác của ai, sống bất chấp với giá nào cũng được, suy cho cùng đều xuất phát từ mong muốn, từ lợi ích riêng của Đế Thích mà thôi. Chỉ vì Đế Thích muốn giữ lại một người bạn cờ của mình. Bởi vì Đế Thích sợ Trương Ba chết đi sẽ không còn ai đánh cờ với Đế Thích nữa, và Đế Thích sẽ mất đi một người bạn cờ. Suy nghĩ của Đế Thích là vì bản thân của mình, còn suy nghĩ của Trương Ba là ông sống cho người khác, nghĩ cho người khác. Cái quyết định của Trương Ba lựa chọn cái chết để được là chính mình. Lúc này Trương Ba không có con đường nào khác là cái chết, vì chỉ khi chết đi ông mới thực sự là chính mình, mới hoàn nguyên được vẻ đẹp cao khiết của linh hồn mình. Với Trương Ba, thiên đường đẹp nhất để linh hồn có thể trú ngụ sau khi chết chính là phục sinh trong trái tim của những người yêu quý ông. Cho nên Trương Ba quyết liệt xin với Đế Thích để ông được chết. Và trước sự thành khẩn và trước những tình cảm tốt đẹp của Trương Ba làm cho Đế Thích lay động, và Đế Thích cũng phải đồng ý để cho Trương Ba chết đi, và đồng ý với Trương Ba cho cô Tị sống lại, cho anh Hàng Thịt sống lại. Và đó cũng là một kết thúc có hậu. Dừng lại ở cái quyết định này của Trương Ba, Trương Ba quyết định lựa chọn cái chết, chết để được sống là chính mình. Sự lựa chọn này của Trương Ba một lần nữa khiến chúng ta nhớ đến quyết định của Chí Phèo. Khi cơ hội trở về xã hội loài người lương thiện của Chí Phèo không còn nữa, thì nợ bỏ đi tất cả, Chí Phèo rơi vào tuyệt vọng và rơi vào bế tắc của cuộc đời mình. Chí Phèo đã cầm dao đi tìm Ba Kiến. Đến nhà Ba Kiến, Chí Phèo đòi lương thiện,
Đòi lương thiện xong, Chí Phèo rút dao đâm Bá Kiến. Giết Bá Kiến xong, Chí Phèo tự sát. Tại sao Chí Phèo lại tự sát? Bởi Chí Phèo ý thức được, nếu hắn ta tiếp tục sống thì hắn ta cũng không được sống là chính mình. Hắn ta cũng không được sống với bản chất của một người nông dân lương thiện như ngày xưa nữa. Hắn ta cũng không thể nào với tới được ước mơ có một gia đình nhỏ mà vợ may thuê vá mướn, chồng cày thuê cuốc mướn nữa, mà hắn phải sống với kiếp đời quỷ dữ, kiếp đời của một tên lưu manh, ai cũng phải khiếp sợ. Chí Phèo đã kinh sợ những ngày tháng đó. Đối với hắn, những ngày tháng đó là vô cùng tăm tối. Và nếu như buộc phải sống với kiếp đời quỷ dữ, buộc phải sống với kiếp đời của thằng lưu manh nữa, mà không được là người lương thiện, thì Chí Phèo thà chọn cái chết. Chí Phèo chết để được sống làm người lương thiện. Đó là thông điệp mà Nam Cao gửi gắm. Chương 3 lựa chọn cái chết, và Chí Phèo cũng lựa chọn cái chết. Cái chết của những nhân vật bi kịch, họ không còn lối thoát nào nữa để được sống là chính mình. Họ sẵn sàng chọn cái chết. Đối với họ, được là chính mình quý hơn cả mạng sống. Qua màn đối thoại giữa Chương 3 với Đế Thích, chúng ta có thể hiểu được những điều mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm. Thứ nhất, con người đang có nguy cơ chạy theo những ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích hưởng thụ đến nỗi trở nên phàm phu, thô thiển. Thứ hai, đừng lấy cớ tâm hồn là quý, đời sống tinh thần là đáng trọng mà chẳng chăm lo thích đáng đến sinh hoạt vật chất, không phấn đấu vì hạnh phúc toàn vẹn. Như vậy, muốn có cuộc sống ý nghĩa, con người phải sống hài hòa giữa thể xác và tâm hồn, phải luôn luôn đấu tranh với nghịch cảnh, chống lại sự tầm thường, dung tục để hoàn thiện nhân cách của mình. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu màn cuối của đoạn trích. Như vậy là Chương 3 đã đưa ra các quyết định của mình và quyết liệt để bảo vệ các quyết định của mình, thuyết phục Đế Thích chấp nhận những cái quyết định của mình, trong đó gồm có chấp nhận cái chết để được sống là chính mình, và xin với Đế Thích cho Cu Tỵ được sống và cho anh Hàng Thịt được sống lại. Và tất cả những nguyện vọng, tất cả những quyết định của Chương 3 đều được Đế Thích đáp ứng. Và có thể nói như vậy, đây là một kết thúc có hậu, nên màn kết này được xem là một khúc vĩ thanh rất đẹp của vở kịch Hồn Chương 3 Gia Hàng Thịt. Cuối cùng thì Chương 3 quyết định từ giả sự sống. Ông trả xác Hàng Thịt về đúng chỗ của nó để trở về với chính mình, về với sự nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn của tâm hồn mình. Bi kịch của Chương 3 đã được giải thoát. Đây là một bi kịch lạc quan. Từ khi chấp nhận cái chết, Chương 3 phục sinh vào những hình ảnh quen thuộc, trong vườn cây xanh tốt, trong căn nhà của mình. Ông nói với vợ của ông: "Tôi vẫn ở đây, ở liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc thang của nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, trong con dao bà dạy cỏ, trong mỗi trái cây cái gái nâng niu." Và như vậy, tuy là Chương 3 đã chết rồi, trả xác hoàn toàn lại cho Hàng Thịt, nhưng Chương 3 như chưa hề chết. Như một sự bất tử của linh hồn, Chương 3 vẫn còn tồn tại quanh quẩn đâu đây, ở trong tâm khảm, ở trong niềm yêu mến, ở trong tình yêu thương của tất cả những người thân trong gia đình. Lời văn ở đoạn này thấm đậm cảm xúc, giàu chất thơ, chất trữ tình trong kịch của Lưu Quang Vũ. Một phần nữa ta không thể không nhắc tới, đó là đoạn đối thoại giữa cái gái và Cu Tỵ. Đoạn đối thoại đã khép lại vở kịch. Cây na này ông nội tớ trồng đấy, cùng với hành động vùi hạt na xuống dưới đất cho nó mọc thành những cây mới, ông nội tớ bảo vậy, những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn mãi mãi. Đây có thể hiểu là hình ảnh biểu tượng đứa trẻ ngây thơ, trong trắng, gieo trồng hạt giống, biểu tượng cho sự nối tiếp sinh sôi bất tử của hồn Chương 3. Vẻ đẹp của Chương 3 thanh khiết, vẹn nguyên. Cái chết hẳn về thể xác là sự hoàn nguyên kỳ diệu cho tâm hồn. Chương 3 vẫn như còn đang sống một cuộc sống khác, sự sống bất diệt trong trái tim những người thân của ông. Chúng ta nhận thấy,
Tuy Trương Ba không còn nữa, những lời nói của Trương Ba bây giờ không còn trực tiếp thốt ra với cái gái nữa, nhưng những lời dạy của Trương Ba trước kia vẫn còn tồn tại rất rõ trong cái gái. Nó nhớ rất rõ từng lời, từng tiếng của Trương Ba. Ông nội tớ bảo vậy, những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn mãi mãi. Hình ảnh cây gái ăn quả na rồi vùi hạt xuống trồng theo lời dạy của Trương Ba là một minh chứng rõ nhất cho sự bất tử của tâm hồn Trương Ba và cho sự bất tử của cái thiện, cái đẹp. Trương Ba không còn nữa, nhưng những điều tốt đẹp của ông dành cho gia đình vẫn còn hiện hữu. Và bây giờ cái gái đang tiếp tục sống một đời sống bằng tâm hồn của Trương Ba, bằng những điều tốt đẹp của Trương Ba. Và đây chính là sự chiến thắng của cái đẹp. Trương Ba vẫn như đang sống một cuộc sống khác, sự sống bất diệt trong trái tim những người thân yêu. Như vậy là vở kịch đã khép lại trong một kết thúc lạc quan, có hậu và vô cùng tốt đẹp. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại những thành công của Lưu Quang Vũ ở trong tác phẩm này, đặc biệt là qua đoạn trích này với phần thứ ba, phần tổng kết. Điều thành công quan trọng đầu tiên của Lưu Quang Vũ ở trong tác phẩm này chúng ta không thể nào không nhắc tới, đó là sự sáng tạo lại cốt truyện dân gian của ông. Và phải khẳng định rằng đây là một sự sáng tạo vô cùng độc đáo, đặc sắc và giàu giá trị, nhiều ý nghĩa của Lưu Quang Vũ. Ông đã biến một câu chuyện dân gian đơn thuần là bên vực cho cái thiện, cái đẹp thành một tác phẩm kịch với đầy đủ hơi thở hiện đại và gửi gắm nhiều thông điệp mang tính thời sự cấp bách của thời đại, giàu giá trị nghệ thuật, lại giàu giá trị nhân văn và nhiều triết lý sâu sắc. Một thành công nữa của Lưu Quang Vũ ở trong vở kịch này đó là ông đã xây dựng được những đoạn đối thoại giàu kịch tính, đậm chất triết lý, tạo chiều sâu cho vở kịch. Hành động của nhân vật phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, góp phần phát triển tình huống truyện. Và những đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật góp phần thể hiện rõ tính cách của nhân vật và bày tỏ được quan niệm về lẽ sống đúng đắn. Còn xét về những thành công trong nội dung của vở kịch thì chúng ta thấy qua vở kịch này tác giả muốn khẳng định được sống làm người là quý thật, nhưng được sống đúng với mình, sống trọn vẹn với những giá trị mình vốn có và theo đuổi thì còn quý giá hơn. Sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân mình, chống lại sự dung tục để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý. Và đó là những giá trị về mặt nội dung của tác phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt. Như vậy là chúng ta vừa đi qua phần đọc hiểu văn bản để cùng nhau tìm hiểu kỹ đoạn trích Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt ở trong sách giáo khoa. Bây giờ thầy cho chúng ta nhìn lại tất cả những phần mà ta vừa mới đi qua. Ở phần tìm hiểu tiểu dẫn, chúng ta cần nhớ một số thông tin cơ bản về phong cách sáng tác cũng như là sự nghiệp của Lưu Quang Vũ. Thứ hai là ta nắm được những thông tin liên quan tới tác phẩm. Thứ ba là những thông tin về đoạn trích. Trong phần đọc hiểu văn bản thì chúng ta cần nắm được thế nào là nhân vật bi kịch, và đồng thời chúng ta cần nắm rõ, nắm chắc ba cuộc đối thoại của Trương Ba: cuộc đối thoại giữa Trương Ba với Hàng Thịt, cuộc đối thoại giữa Trương Ba với người thân và cuộc đối thoại giữa Trương Ba với Đế Thích. Và trong mỗi một cuộc đối thoại như vậy đều chứa bi kịch của Trương Ba, như trong cuộc đối thoại giữa Trương Ba với Hàng Thịt chứa bi kịch của người bị tha hóa, cuộc đối thoại giữa Trương Ba với người thân chứa bi kịch của người bị khước từ, cuộc đối thoại giữa Trương Ba với Đế Thích chứa bi kịch của người không được là chính mình. Và cuối cùng là chúng ta nắm cho được màn kết của đoạn trích này. Màn kết như một khúc vị thanh rất đẹp, một kết thúc có hậu, một kết thúc lạc quan ở trong tác phẩm. Phần thứ ba là phần tổng kết. Chúng ta nắm cho được những thành công của Lưu Quang Vũ về mặt nghệ thuật cũng như về mặt nội dung. Ở bên là thầy minh họa cho ta một số cách để ta hệ thống lại kiến thức của đoạn trích này.
Chúng ta có thể hệ thống lại kiến thức của đồ trích này bằng cách xây dựng cho mình những sơ đồ tư duy. Mỗi bạn tự thiết kế cho mình một sơ đồ tư duy để phù hợp với mình, để ta nắm được những thông tin hết sức cơ bản. Một phần để ta nắm được tác phẩm, một phần để ta khắc sâu và nhớ lâu hơn các ý ở trong tác phẩm, nó phục vụ cho phần sau này chúng ta viết một bài văn. Còn phần luyện tập thì ở đây thầy cho tất cả chúng ta 3 đề, mà chúng ta chỉ chọn một trong 3 đề để chúng ta viết bài làm văn thôi. Và khi ta viết bài làm văn thì bài làm văn chúng ta phải có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Thầy đọc các đề để chúng ta hình dung. Đề 1: cảm nhận của anh chị về nhân vật Trương Ba trong đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba với xác anh Hàng Thịt, trích trong hồn Trương Ba và Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Như vậy là ở đề này chúng ta chỉ bám vào cuộc đối thoại của Trương Ba với xác Hàng Thịt để ta triển khai thôi. Đề số 2: cảm nhận của anh chị về nhân vật Trương Ba trong đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba với người thân, vợ, cháu gái, chị con dâu của Trương Ba, trích trong hồn Trương Ba da Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Và như vậy ở đề thứ 2 này chúng ta chỉ tập trung vào cuộc đối thoại của Trương Ba với người thân thôi. Đề 3: cảm nhận của anh chị về nhân vật Trương Ba trong đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích, trích trong hồn Trương Ba da Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Ở đề số 3 chúng ta chỉ tập trung nói về cuộc đối thoại của Trương Ba với Đế Thích. Thầy ví dụ, ở đề số 1 chúng ta mở bài, thì trong mở bài chúng ta phải có các thông tin về tác giả, tác phẩm, và chúng ta dẫn cuộc đối thoại của Trương Ba với Hàng Thịt ra. Tiếp theo chúng ta sơ lược một vài thông tin về tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác, về xuất xứ, rồi ta giới thiệu sơ lược về đoạn trích, và chúng ta bắt đầu đi vào phân tích đoạn đối thoại của Trương Ba với Hàng Thịt. Sau khi phân tích đoạn đối thoại của Trương Ba với Hàng Thịt xong, chúng ta có thể liên hệ bi kịch bị tha hóa của Chí Phèo vào đây, rồi chúng ta đánh giá những thành công về mặt nội dung và nghệ thuật của đoạn này. Xong là chúng ta kết bài. Tương tự như vậy thì ở đề số 2, ở đề số 3 thì chúng ta cũng làm tương tự. Đến đây thì phần hướng dẫn tìm hiểu đoạn trích hồn Trương Ba da Hàng Thịt của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ của thầy cũng đã khép lại. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi trong suốt buổi học, và thầy chúc cho các em có thật nhiều sức khỏe và có một kết quả học tập thật tốt. Mến chào các em.